Xin kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị trên mọi miền Tổ quốc yêu thích mai vàng ha. Hôm nay mình quay trở lại với chỗ vườn mai của anh Trạng và anh Tám gần sân vận động đường Trần Quang Khải nha quý cô chú anh chị, thành phố Cần Thơ. Xin chia sẻ giao lưu cùng quý cô chú anh chị các bạn một số mai thành phẩm mai tàn cũng như là phôi mai với quý cô chú anh chị. Ở đây có một cây. Cái này quá trình nổ luôn, cái này như dảo phú tần hay gì nào quý cô chú anh chị ha. Tàn cho ngụm luôn. Tàn cho còn dinh luôn. À. Bỏ nóc. Sao cây có cũ cây không có cũ. Biết đâu. Nhưng mà cái mình xin phép được chụp clip hôm nay nha quý cô chú anh chị. Hồi qua cây lửa, hai cây lửa rồi đó. Hai cây lửa rồi đó. Hả? Cái gì là không có. Em chào luôn anh Trạng ơi. Em xin kính chào quý vị chúng ta ha. Hôm nay hiện diện cái lô mai. Mai có, thôi có hay anh chị. Rồi tàn có rồi với luôn trang chị ơi. Dạ. Cảm ơn quý vị các nước ủng hộ ha. Số điện thoại là 0917 899 908 nha anh chị. Đó là số Zalo luôn ha. Rồi bắt đầu cái đầu tiên anh chị ơi, phôi mai vàng ha. Rồi mã số đầu tiên của clip hôm nay nha quý cô chú anh chị là mã số 26 ha quý cô chú anh chị. Mã số 26 là mã số phôi mai vàng đến nơi ha anh chị. Cái này vẫn trực luôn nha cô chú anh chị. Phôi mai vàng đế nôm cao ha. Đế rất lực anh chị. Đây, đế nè. Mũ đế này đặc luôn anh chị. Rồi, cho em thông số luôn nha anh. Vành là 25. Dạ, vành 25. Chiều cao là 64. Cái này nôm cao là 38 nha anh chị. Cái củ đế này là 54 hả anh chị ơi. Rồi mã số 26 em xin cho lưu với giá là 2.300.000 ha. Dạ 2.300.000 mã số 26 nha quý cô chú. Rồi tiếp tục là một cái phù đất khủng luôn. Mã số 27. Rồi mã số 27 là cây đế lưu hả anh chị ơi. Đế lưu mã số 27. Rồi mã số 27 là cây đế lưu ha. À, củ đế nở hả anh chị. Dán trực lắc ha. Cô chú anh chị mình muốn chơi dán trực lắc không để gì hay còn chơi dán trực thì mình lút xuống ha. Lút xuống đây ha anh chị. Cái này là cái đế lưu ha anh chị. Nhìn xem ha. Nè, cây nó bỏ gói rất là đều ha. Nè. Đế cắm xuống ha anh chị nè. Nó bỏ gói rất đẹp ha. Quá trình dàn đế nha quý cô chú anh chị, rất đẹp luôn. Cho em thông số luôn nha. Đây là bầu zin ha anh chị, tâm ha. Bầu zin. Củ đế ha. Củ là 48 anh chị cô đặt ha. Hoành thân là 31. Cái nồi đế này là 107 ha anh chị. Rồi là đế 107. Đế lưu nha quý cô chú anh chị. Chiều cao là 93. Rồi mã số 27 em xin giao lưu với giá là 6.200.000 ha anh chị ơi. Dạ 6.200.000 nha quý cô chú anh chị ơi, phô mai vàng đế lưu. Rồi mã số 29 với 28. 28. Rồi mã số 2 phôi vàng mã số 28 nha quý cô chú. 28 là cái phôi mai đế nôm hả anh chị? Đế nôm dán quái hả anh chị, trực lắc ha. Có tại cạnh hả anh chị? Đế rất là đẹp. Con đế này bự lắm ha. Rồi, cho em thông số luôn nha. Số 28. Hoành cái chí này là 33. Dạ, hoành là 33. Chiều cao là 69. Rồi, mã số 28 em xin giao lưu với giá là 2.200.000. Dạ, 2.200.000 cô chú anh chị ơi, mã số 28. Rồi, tiếp tục là phôi mã số 29 ha. Mã số 29 là phôi cây dán trực luôn nha cô chú, chị đâm tược sống khỏe luôn. Cây này phong cao phong lùng gì đều chơi được cho biết cô chú anh chị. Coi năm tược ha. Sống khỏe mạnh luôn. Coi ta cầm sẵn chưa anh chị. Rồi chi cành có đủ cho em thông số luôn ha. Mã số 29 phải không? 29. 29. Hoành là 24. Dạ hoành là 24. Cao là 82. Rồi mã số 29 em giao lưu giá là 500. Dạ, 500 luôn nha cô chú.
bao ship hơn chị. Rồi mã số 30. 30. 30 là một phôi dán trực luôn nha cô chú. Có chi cành luôn. Đó, chi cành đâm tụt quá chừng luôn, non xèo. Mập mạp luôn. Cái này nó u cục hơn chị. Nu. Đó, mấy chỗ này nu ha, chi cành nó ngộ ha. Chỗ nào có chi là nu. Hoành là 23. Cao là 100. Rồi mã số 30 xin giao lưu giá là 600. Dạ 600k luôn cô chú anh chị ơi, phô mai vàng mã số 30. Mã số 31. Dạ mã số 31 nha cô chú nha. 31. Cái lắc ha anh chị. Đó, củ đế nở ha. Đế rất là quái nha anh chị. Đặc biệt là cây lâm tược sống khỏe luôn. Mã số 31. Hoành là 21. Dạ hoành là 21. Chiều cao là 72. Rồi mã số 31 xin giao lưu là 400.000. Rồi 400k luôn cô chú anh chị. Mã số 32. Mã số 32. Rồi cây mấy cây này đâm tược nè. Nhìn thấy. Đâm tược tốt, sống khỏe luôn cô chú anh chị. Nổ xù của dân anh chị. Rồi, có số với nha. Hoành là 18. Dạ hoành là 18. Chiều cao là 71. Rồi mã số 32 giá 400.000 luôn. Rồi 400k luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 33. Dạ rồi, mai vàng mã số 33, một cây cũng phong cao luôn, tâm tuột quá chừng luôn. Đó, tiếp ha. Hoành là 23. Dạ hoành là 23. Chiều cao là 100. Rồi mã số 33 xin giao luôn với giá là 400.000 luôn ha. Rồi 400k luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 34. Rồi mã số 34. Rồi 34 là cây mai tàng anh chị, dán tàng thông ha. Cây cũ đế nở, cây này là có cây tử hơn anh chị. Nở kế qua luôn ha. Okay. Cái này là cái thành phẩm nha quý cô chú anh chị nha. Về chỉ cần mình dưỡng lại thôi nha. Đặc biệt là cây cũng đang lên xù ha anh chị. Đây, để đẹp ha cô chú. Xem là xù nữa ha. Chảy xù ha anh chị. Nung luôn. Để rất là khá nha quý cô chú ha. Là mai tự nhiên nha cô chú anh chị. Mai vàng zin luôn ha. Cái này cái zin luôn anh. Thì zin luôn. Cái này đo hoành tổng trước hay là đo cái mà hoành bằng cái bự ha. Đây tổng 34 ha. Cũ à. Cái hoành tổng hay nè. Đẹp một con. Rồi hoành thân chính là 23. Cái cũ à. Cái cũ đặc luôn ha anh chị. Rồi, cái cũ đặc này là 39 ha anh chị. 39 luôn, số đẹp luôn. Chiều cao là 137. Rồi tự tin hết nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi đây là mã số 34 ha anh chị ơi. Số 34. Mai này mai 5 7 cánh quá anh. 5 cánh 7 cánh. 5 cánh 7 cánh nha cô chú. Rồi mã số 34 em xin giao lưu với giá là 2 triệu 2 ha anh chị ơi. Dạ 2 triệu 200 ngàn nha quý cô chú nha. Mã số 35. Rồi 35 là một cây mai. Mai dán thú anh. Mai để thú nha quý cô chú anh chị. Để dán thú ha, có đuôi luôn. Cây này cũng phong cao nha cô chú anh chị. Đó, mai tàng này tàng thành phẩm rồi nha cô chú. Củ đế này rất là nở nha anh chị, rất bự nha. Dán tàng thông luôn anh chị. Cây một cốt tàng thông luôn. Nách chất là dày, đang có nụ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cái này nữa về là chắc bông chùm sai bông dữ lắm nè quý cô chú ha. Nắp rất là dày nắp luôn ha. Ở trên này cũng vậy nữa nè. Nắp từ gốc trên tới ngọn là rất là dày nắp nha quý cô chú. Giò nó. Ngồi giò. Ngồi thấy cưng nha. À, có chân trước, chân sau gì đủ hết nha quý cô chú, có đuôi luôn. Cái hoành thân này là 32 nha anh chị. Hoành là 32. Cái củ đế này là 43. Chiều cao là 1m8 ha.
Rồi cây mã số 35. Mã số 35 này em xin giao lưu với giá là 2,5 triệu. Dạ 2,5 triệu nha quý cô chú anh chị ơi. Một cây mai tàng thành phẩm nha quý cô chú. Mình chỉ cần về dưỡng chơi đó. Đế thú rất đẹp luôn quý cô chú anh chị. Mã số 36. Mã số 36 là cây tàn dù hả anh chị? Cây tàn dù, cây này thiếu nước thôi nha cô chú anh chị nha. Thiếu nước lá nó hơi khô tí. Cái này cũng nụ dữ lắm, nụ luôn nha quý cô chú anh chị. Về mua về chắc luôn, chị mua về chắc ra bông luôn. Ra hết, chắc luôn, tưới nước vô là ra nước là ra bông. Rễ cũng hơi khá là quái, có duyên nha quý cô chú. Để nơm hơn chị. Để nơm ha. Có thân khá là đẹp, thân lắc nha quý cô chú. Nghe lắc tàn dù ha. Tài cành có anh chị, cái này là chơi là tình dụng ok, rất đẹp hết anh chị. Vô chậu hơn. Trong cao một tí nhìn thấy đẹp trên. Đó, tài dù rất đẹp hết nha cô chú. Tròn do kính luôn nha cô chú, không có trống chỗ nào nha cô chú anh chị. Tại này nó nung nha anh chị. Mà mặt bông thì thôi dữ lắm luôn. Rồi, luôn hả? Cho em không sớm luôn ha. Hoành là 23. Hoành là 23. Cao là 134. Tàn ngang rộng là 136. Rồi mã số 36 em xin giao lưu giá là 2,6 triệu ha. 2,6 triệu nha cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 37. 37. 37 là một cây mai dáng trực tàn thông nha cô chú anh chị. 37 chứ không đế đẹp hơn chị ơi. Cây xù nha. Trực tàn thông. Mấy cây này là hàng zin hết anh ha. Cây zin hết anh. Zin hết nha quý cô chú anh chị. Cây này, mấy cây này rất già cây nha quý cô chú nha. Cây này thành phẩm nha anh chị. Thành phẩm. Tay cành múa nhạo rồi ha. À, có sữa rồi nha anh chị. Cây này lên sụ cho anh chị. Đây. Đây, mặt này rất đẹp hơn chị sụ ha. Rồi, chị không xấu với ha. Hoành là 25. Chiều cao là 1,5 m. Tàn rộng là 100. Rồi mã số 37. 37. Rồi mã số 7 em xin giao lưu giá là 2,3 triệu ha. Dạ 2,3 triệu mã số 37 nha quý cô chú ha. Rồi mã số 38. 38 cũng là một cây mai tàng zin luôn. Đế cũng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đế có duyên ha. Rồi mã số 38. Cây cũng tàn ghim luôn hả anh chị? Cây đế còn quái anh chị ơi. Này cũng hàng thành phẩm, hàng tàn ghim hả anh chị? Cây này cũng vô dây sữa nước hả anh chị ơi. Cây này cũng mang đang nổ xù anh chị. Đang xù. Cái này đế rất đẹp nhưng cô chú đế lực luôn ha. Rồi, chứ nó xấu chứ. Hoành là 28. Dạ, hoành là 28 nha quý cô chú anh chị. Cái này chiều cao là 1,7 m. Rất là nhiều nụ luôn. Tàn rộng là 110. Rồi, mã số 38 này xin giao lưu giá là 2,5 triệu ha. Dạ 2,5 triệu luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Mã số 28, 38. Rồi mã số 40, 39. Anh đi số chẳng. Ở số 39 nha cô chú anh chị. 39 là cây đế giống thú hả anh chị? Dạ đế thú luôn. Rồi 39 cũng là cây thành phẩm nha anh chị ơi.
cái này cũng vô dây rồi chứ rồi sửa rồi. Cây tàn ghi luôn nha anh chị, may là ngoài nguyên thủy mình ha, bông 5 cánh 7 cánh anh chị ơi. Cây này đang vô nụ rất là nhiều, anh chị mua về ra bông luôn. Về ra chắc là nha cô chú anh chị, cái này về lý do là nếu mà mình lặt lá để mình vận chuyển á, dạ, hoặc là về về nhà trồng để lại thì chắc chắn cũng phải ra bông thôi. Bông nhiêu chơi nhiêu. Thay đổi gì mà sự chăm sóc mà phải ra bông. Hoành là 22 anh chị ơi. Chiều cao là 1,5 m. Rồi mã số 39 em xin Zalo với giá là 2 triệu ha. Dạ 2 triệu luôn nha quý cô chú anh chị ơi. Mai tàn zin luôn nha quý cô chú anh chị. Hàng zin ha. Rồi tiếp tục. Mã số 40 là tới em hàng bông trang anh chị. Bông trang hồng phấn nha cô chú anh chị. Bông trang hồng phấn. Hồng phấn lá nhỏ. Rồi củ đế đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Cây củ đế hả anh chị? Cây này tối như có con dế chui vô phải. Đó có lỗ. Mã số 40. Đây là hàng thành phẩm luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi cho em thông số. Đây là cây này nó đang ra bông rất nhiều hả anh chị? Bông. Cái này là về khoảng Tết là chắc ngay quá. Kịp thì Tết luôn á. Cái cũ là 33. Hoành thân là 14. Dạ. Yeah. Chiều cao là 79. Rồi mã số 40 em xin Zalo với giá là 700.000. Rồi 700k luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 41. Mã số 41. Rồi, bông trang hồng phấn nha quý cô chú anh chị ha, cây đang ra bông ha. Đây. Giờ cho em thông số nha. Rồi. Hoành thân là 15. Dạ hoành là 15. Cao là 79. Rồi mã số 41 xin Zalo giá là 700.000 luôn. 700k luôn cô chú anh chị ơi, mã số 41. Mã số 42. 42 là củ đế rất đẹp. Rồi nha quý cô chú anh chị ơi. Cái này một cốt anh chị ơi. Một cốt, củ đế bự luôn ha. Rất là già cây nha cô chú. Mấy cây này mình kiếm củ đế bự như là cây nó lâu năm rồi anh chị. Mới được gì ha. Đây. Rồi. Củ là 23. Hoành thân là 12. 12. Chiều cao là 81. Mã số 42 này xin giao luôn giá là 800. Rồi 800k luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 43. Số 43. Cũng là bông trang hồng phấn luôn nha cô chú anh chị. Củ đế cây này khá nè. Này củ đế rất đẹp củ luôn. Đế bự anh chị. Đặt luôn ha. Rồi, chị xem ha. Khá lớn nha anh chị. Rất là nhiều nha cô chú anh chị. Cái này thiếu nước nè. Hoành là 11. Chiều cao là 90. Rồi mã số 42. 43. 43 là xin Zalo giá là 700. Dạ 700k mã số 43. 44 nha cô chú anh chị ơi. 44 là cây củ đế lớn ha anh chị. Cây này rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây này đang ra bông nè. Cái này đang cái bông rất là đời, đều cây luôn nha cô chú anh chị nha. Chùm luôn hả anh chị. Cái này kia bằng trang móng rồng. Mã số 44. Gà quá chừng gà luôn. Số 44. Rồi cái củ này là 32. Dạ củ là 32. Hoành thân là 13. Dạ. Cao là 75. Mã số 44 giá là 800 chị ơi. Rồi 800k mã số 44 luôn nha cô chú. Mã số 45. 45. Rồi bông trang hồng phấn lá nhỏ mã số 45. Cây này bệ đế cũng khá đẹp nha quý cô chú anh chị. Này có mấy cây tử này hả anh chị? Dạ, cây tử. Nè đi xem ha. Cây tử cũng khá dễ thương nha. Nè nó ra ngoài này có cây tử lên ha. Độc lạ hả anh chị?
Vị đế đẹp luôn. Độc lạ Bình Dương. Mã số 45. Vậy là cái này về Bình Dương. Rồi, mã số 45. Rồi, hoành thân này là 13. Hoành là 13. Cao là 86. Rồi, mã số 45 giá 800 ngàn chị ơi. Rồi, 800k mã số 45. Mã số 45 cũng là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Thì cảm ơn chúng chị đã theo dõi ha. Còn có chúng chị mà có yêu thích cái kênh, bấm đăng ký kênh ha anh chị. Dạ. Rồi, ủng hộ em thì mình liên hệ số gọi là 0917 899 908 chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Em cảm ơn anh, cảm ơn cô chú anh chị luôn nha, cô chú anh chị ha.